khởi đầu của sự tăng trưởng, liệu tháng 4 có tăng ho? Welcome back anh em đã đến với Hub Crypto, kênh sharing kiến thức nhanh và hữu ích trong trading. Mình là Healer. Như vậy đã kết thúc tháng 3 và chuyển sang tháng 4 với nhiều hứa hẹn về sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian sắp tới. Hôm nay, nội dung video mình muốn mang đến cho anh em là các sự kiện quan trọng sẽ sắp xảy ra trong tháng 4 cũng như là nhận định BTC trong thời gian sắp tới theo hướng trung hạn. Sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 4, 2023. Không thể nói đến đó là nâng cấp sang 2 của Ethereum sẽ chính thức triển khai. Việc nâng cấp mạng Sabella sẽ được kích hoạt trên mainnet Ethereum vào ngày 12 tháng 4 sắp tới. Sau khi đạt được sự đồng thuận chính thức đến từ các nhà quản trị chính của Ethereum thì hiện tại có 17,9 triệu ETH đang được stake trên Beacon Chain. Với một cái mức giá hiện tại của ETH thì con số này trị giá đâu có khoảng 32 tỷ đô la và số lượng này chiếm 15% tổng công lưu thông. Và có rất nhiều lo lắng xoay quanh cái đợt nâng cấp này vì lo ngại 32 tỷ USD được mở khóa vào tháng tới thì ETH sẽ có một nhịp điều chỉnh mạnh. Ok, thì qua phân tích kỹ thuật một xíu của BTC thì trên màn hình mình đây là khung tháng anh em có thể thấy thì sáng hôm nay đã đóng nến tháng, một cây nến tháng, một cây tiêu chuẩn với cái râu rút ở dưới đây. Nó đã về test vùng 20k, sau đó bật lên khá là mạnh mẽ. Volume thì anh em cũng thấy là volume mua cũng rất là mạnh và áp đảo được những cái vùng những cái tháng trước ở đây. Thì trên khung tháng thì mình sẽ kỳ vọng nó đâu đó test lại cái vùng này quanh 24-25k ở đây, test lại vào những cái râu này rồi lại bật lên như này. Đó, thì trên khung tháng thì mình sẽ kỳ vọng lại test lại những cái vùng này rồi bật lên mạnh mẽ như trên hình vẽ đây. Ok, thì mình sẽ chuyển qua các khung nhỏ hơn như khung daily nhé anh em. Khung daily, ok, thì mình sẽ vẽ một xíu chạc như này nhé. Khung daily hiện tại thì anh em có thấy là nó vẫn đang sideways ở vùng đỉnh như này, thì mình sẽ kỳ vọng nó test lại ở các vùng này như sau. Đầu tiên là cái móc đâu đó quanh 26k8 và cái móc demand ở dưới tiếp theo đó là 24k2, đâu đó khoảng 25k thì nó sẽ về đây và sẽ có một nhịp bật lên. Và những cái móc mình target, móc đầu tiên là ở móc 31k và móc thứ hai là đâu đó 32 cho tới 33k, và mình sẽ note ra ở đây để mà khi mà giá về những cái vùng này thì mình sẽ tiếp tục quan sát thêm. Ok, thì anh em có thấy thì khung daily nó đang chạy trong cái nêm tăng như này đúng không? Thì vẫn đang là giá đang sideways ở vùng đỉnh này, mình vẫn kỳ vọng về những cái vùng dưới này rồi lại bật lên mạnh mẽ như trên. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ đợi một nhịp điều chỉnh quanh 24-25k và có tín hiệu đảo chiều ở cái vùng này là mẫu hình nến cộng volume, thì lúc đó mình sẽ cân nhắc và bắt đầu rải vốn gom BTC dần cũng như là altcoin. Thứ ba là mình sẽ nói qua một chút về on-chain. Thì đầu tiên là các thông số UDC đạt mức thấp nhất. Đối chiếu với lịch sử thì mỗi lần UDC transaction volume thấp thì đều xảy ra một đợt điều chỉnh giá sau đó của BTC, và đây cũng là một cái signal cho thấy BTC sẽ điều chỉnh ngắn hạn. Một chỉ báo on-chain nữa đó là các ví long time holder Bitcoin, thì các ví có độ tuổi từ 7 tới 10 năm đã giảm, cho thấy là sắp tới thị trường có nhịp điều chỉnh nhẹ, sau đó sẽ tiếp tục tăng trở lại do một phần là các ví này đã có vị thế chốt lời. Thứ tư, mình sẽ nói về dòng tiền và trend crypto đáng chú ý trong giai đoạn sắp tới. Thì không thể nói đến đó là NFT Fi. Thì sau đợt airdrop khủng từ nền tảng NFT Marketplace Blur, các dự án thuộc ngành NFT Fi đã thu hút được lượng chú ý nhất định từ cộng đồng. Cuộc chiến của các nền tảng NFT Marketplace cũng không thua kém so với các layer 2 hiện tại, khi OpenSea đang dần mất đi vị thế dẫn đầu vào tay của các chú ngựa ô Blur. Kể từ giai đoạn giữa tháng 2 năm 2023 thì Blur đã chiếm hơn 80% thị phần giao dịch so với OpenSea. Hiện tại thì token Blur đang trong vùng tích lũy khá đẹp sau khi hoàn tất quy trình airdrop, thì điều này hứa hẹn bùng nổ của Blur trong giai đoạn quý 2 2023 và những cái dự án thuộc lĩnh vực của Blur như là WinFinance, Bendao, GBEG hoặc là X2E2, thì anh em có thể là note những cái dự án này vào để mà mình chú ý thêm nhé. Tiếp đến không thể nói đến là trên Zero Knowledge ZK, một loạt thông tin chính thức liên quan đến việc áp dụng công nghệ ZK đến các dự án như là Polygon, ZK EVM hay là BNB Chain hay là ZK Sync chính thức mainnet. Những cái thông tin này khiến các dự án thuộc hệ ZK trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Việc công nghệ dịch gây được các ông lớn như là CZ Binance và Vitalik Buterin chú ý sẽ là cơ sở lớn trong việc các dự án thuộc lĩnh vực này tiếp tục bùng nổ. Và những cái tên đáng chú ý anh em cần lưu ý lại như là Zigzag này, SpaceFi này, Mew này, Mina này, Dust này. Cuối cùng là trend Lewis Staking Derivative LSD là một trend rất hot trong cái tháng trước, tuy nhiên đã dần bị lãng quên do tình hình thị trường cùng với sự delay của sự kiện Shanghai. Thì sau một thời gian điều chỉnh hạ nhiệt cộng với việc gần đến thời điểm của Shanghai thì cái việc mà các token hệ LSD sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trong thời gian sắp tới thì những cái tên anh em đáng chú ý như là Lido Finance hay là Rocket Bull, RBL hay là Frag Finance, FXS hay là StarFi hay là BStack. Và đó là toàn bộ những thông tin cũng như là nhận định về thị trường theo quan điểm cá nhân của mình. Đây cũng không phải là lời kêu gọi đầu tư. Cuối cùng, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video tới giờ phút này. Nếu anh em cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho Hope Crypto một like và một subscribe. Mình sẽ có động lực để mà làm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Bye bye anh em.